Lô Yên hả? Ờ, ba nè, có gì không? Giờ này khỏe không? Khỏe chứ. Ờ, cho tao hỏi mày cái này nè. Thì tuần cuối năm thì mọi người sẽ làm gì ta? Tao thì cuối năm thì tao thường hay đi coi phim hoặc là cà phê. Còn không thì tao sẽ rủ bạn bè tao về nhà nhậu, quẩy, ca hát. À, ca hát hả? Chị nhận lại cái này dàn karaoke chưa? Có cái dàn xài từ thời ba má tao tới giờ đó, chắc cũng gần 10 năm rồi đó mày. Ê mày, bên Nvidia tao có một cái dàn karaoke mà dạo này bán cái nó rất là chạy. Thì tao muốn giới thiệu cho mày để mày tiện nâng cấp cái dàn karaoke nhà mày lên nha. Ồ, ok, được đó. Ok. Subscribe Nvidia, chọn thiết bị Kara, hát hay, giá tốt. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái dàn karaoke 2X 2019 của Nvidia sẽ bao gồm những thiết bị như thế nào. Let's go. Đầu karaoke Snort SK9108 tích hợp sẵn ống cứng 2T, số lượng bài hát lên đến 25.000 bài và có thể nâng cấp lên ống cứng 6T. Đầu SK9108 có thể tìm bài hát dễ dàng bằng cách tìm theo tên ca sĩ, bài hát hoặc chữ cái ABC. Có thể hát được online trên YouTube, hỗ trợ kết nối với điện thoại, máy tính bảng, màn hình cảm ứng để chọn bài. Âm ly Tetohun BK500 xử lý âm thanh hay và tốt, cho ra âm thanh sáng và sạch. Có hỗ trợ Bluetooth giúp kết nối với các thiết bị từ xa như điện thoại có hệ điều hành Android, iOS. Kết nối với Smart TV mà không cần dây kết nối. Được trang bị remote điều khiển từ xa để điều khiển âm lượng, nhạc qua bài. Micro Karaoke Verity SE55 có chất giọng sáng, hút âm tốt, có khả năng chống hú cực tốt. Trang bị công nghệ cảm biến thông minh, tự ngắt tín hiệu khi đặt micro lên bàn và không hoạt động trong vòng 5 giây. Sau 15 phút hoạt động, micro sẽ tự ngắt để các nhà thử thọ binh. Loa Karaoke E3K103 là dòng loa toàn giải gồm 3 loa với 2 đường tiếng, tần số phản hồi trong khoảng 35Hz đến 18kHz, công suất 250W, đánh phủ kính phòng 20-25m2, trở kháng 8 ohm, loa dễ dàng ứng dụng, phối ghép dễ dàng với các dòng âm ly hay cục đẩy công suất thông dụng. VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA với theo nguyên lý, lắp theo âm học. Vậy là mình đã giới thiệu xong với các bạn một cái dàn karaoke 2X 2019 của VDA. Thì dàn này sẽ được tích hợp những công nghệ tiên tiến nhất giúp cho việc ca hát về các bố trở nên dễ dàng hơn. Và điều quan trọng là khi các bạn mua riêng lẻ từng thiết bị trong dàn thì tổng giá trị của dàn có thể lên đến là 28.750.000. Tuy nhiên, khi các bạn mua chọn bộ dàn tại shop thì mức giá chỉ còn là 23.590.000 và sẽ được đội ngũ cái công hỗ trợ cho chỉnh âm thanh cho trong 7 ngày và không tính phí. Nếu các bạn cần thêm thông tin gì về dàn karaoke 2X 2019 này thì các bạn có thể comment bên dưới hoặc gọi số hotline để nhân viên hỗ trợ trực tiếp. Và nếu các bạn muốn trải nghiệm âm thanh thì các bạn có thể đến ngay cái showroom của VDA Shop để được nhân viên hỗ trợ và tư vấn thêm. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.